giới thiệu với quý vị và các bạn một căn hộ của 300 mét, diện tích chỉ 30 mét vuông, nhưng mà người ta thiết kế được một phòng ngủ riêng biệt. Đứng ngoài cổng nhìn vào thì ta thấy phòng sinh hoạt chung, bởi vì phòng khách và phòng ngủ không có tách biệt, phòng khách và phòng bếp không có tách biệt riêng biệt, cho nên tạm gọi là phòng sinh hoạt chung. Như đây để được một bộ sofa này, còn phía bên kia là kệ bếp, toilet thì nằm ở góc. Chút mình nói đây là cái căn đó, phòng sinh hoạt chung thì có một cửa sổ, và cửa sổ này có view để nhìn ra các căn hộ khác. Như ở đây thì nhìn ra ngay nhà xe. Mà căn hộ này đã được người ta thiết kế lại, không có còn như căn nguyên mẫu. Như các bạn thấy, gạch đã được người ta lát xung quanh các bức tường. Còn ở phía dưới cầu thang thì người ta làm một cái tủ ăn tường để giày dép hoặc là để những cái vật dụng khác. Còn phòng ngủ thì nằm trên gác. Cầu thang thì đã được ốp đá hoa cương tất cả. Còn phòng ngủ thì nằm ở phía trên gác này. Bây giờ ta sẽ lên xe. Còn phòng ngủ này thì nó tách biệt với phòng sinh hoạt chung bên dưới, là do người ta thiết kế cái khung kính riêng. Còn đối với căn nguyên mẫu của BKM thì khung kính này là không có. Trong phòng ngủ thì có một cửa sổ nữa. Và ở đây thì được lắp đầy đủ các vật dụng nội thất như là máy lạnh, rồi gạch lát tường. Phòng ngủ thì nó tách biệt riêng biệt với phòng sinh hoạt chung. Như các bạn thấy, nhìn từ bên ngoài vào thì sẽ không có nhìn thấy. Ngoài ra thì ở góc phòng nó còn có một phòng phơi quần áo. Phòng phơi quần áo thì có thể để một cái máy giặt bên trong. Và khi phơi quần áo thì phía bên ngoài nó có gạch tổ ong để cho quần áo không có bay ra ngoài. Các bạn vừa xem qua một căn hộ của BKM đã được người ta thiết kế lại với 4 phòng chức năng. Đó là phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ, rồi toilet và phòng phơi quần áo. Và trong đó thì đặc biệt của căn này là phòng ngủ được tách biệt riêng biệt ra, chứ không có nằm trên gác đơn giản như những căn nguyên mẫu.